Thưa quý vị và các bạn, với 16 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 53%, từ bộ xã thuộc diện nghèo, cơ sở hạ tầng vừa thiếu vừa không đồng bộ, nhưng nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo của xã Phong Điền huyện Bảo Thắng đang đổi thay tích cực, cuộc sống mới ấm no hiện hữu trong từng thôn bản. Sự thay đổi không chỉ ở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ mà đời sống của người dân ngày càng no ấm. Như gia đình bà Lý Thị Kinh, dân tộc Giao đã tiên phong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi với 2 hecta quế và 3 sào ao nuôi cá, hàng trăm con gà thả vườn, thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng. Trước kia thì gia đình rất khó khăn, mà được xã tiên truyền, chăn nuôi, thì sản các thứ trồng cây kế trồng thì cũng khá hơn đời sống, dân cũng khá hơn nhiều rồi. À. Cùng với phát triển kinh tế, điểm sáng của Phong Niên còn ở sự đổi mới tư duy giáo dục và đào tạo nghề. Trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang, công tác phổ cập giáo dục được quan tâm. Ở những thôn khó khăn nhất của địa phương cũng đã có sự thay đổi tích cực. Bà con đã áp dụng ở cái khoa học kỹ thuật đấy và để phát triển kinh tế cho bà con nhân dân. Và đến nay thì tỷ lệ hộ nghèo của thôn Phình Giàng đã giảm và Còn 14 hộ nghèo và cận nghèo. Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, hạ tầng giao thông, thủy lợi điện nước được đầu tư khá đồng bộ. Đặc biệt, việc khuyến khích bà con chuyển đổi cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế bền vững tiếp tục được địa phương chú trọng. Ngoài các lớp tập huấn đầu bờ, lấy cầm tay chỉ việc cho người dân làm thì ngoài ra chúng tôi mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho người dân cái lớp là 3 tháng với cái đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số từ cái uh, chứng chỉ dạy nghề là bà con mang về là cũng đã thực hiện là cũng nâng cao cái uh, hiệu quả kinh tế với trên 200 ha lúa, 65 ha rau chuyên canh, hàng nghìn hecta cây ăn quả, 14 trang trại chăn nuôi tập trung, giá trị thu nhập 1 ha canh tác của Phong Niên đạt trên 60 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 66,25 triệu đồng trên một năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,7%. Những thay đổi tích cực này là minh chứng cho nỗ lực vượt khó của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc địa phương.